Hi, xin chào các bạn. Hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn về công dụng chức năng của bảng Pathfinder. Đó chính là tạo ra các hình phức hợp thông qua việc sử dụng các hình cơ bản. Và bảng Pathfinder chúng ta có thể tìm thấy ở đâu? Thứ nhất, đó là trong nhóm bảng điều khiển phía bên tay phải của chúng ta. Các bạn sẽ thấy đây chính là biểu tượng hai hình vuông đan xen vào nhau. Đó là biểu tượng của bảng Pathfinder. Chúng ta click chuột trái và biểu tượng sẽ hiển thị lên bảng điều khiển. Bên trong này có các nhóm công cụ, các nhóm lệnh để thực hiện các cái lệnh tạo ra hình phức hợp khác nhau. Hoặc là chúng ta có thể tìm thấy bảng Pathfinder bên trong mục Window trên thanh menu. Kéo xuống dưới cùng này các bạn sẽ thấy Pathfinder. Phím tắt của nó là Shift Ctrl F9. Hoặc chúng ta cũng có thể nhấc bảng Pathfinder ra bên ngoài vùng làm việc để chúng ta có thể dễ dàng thao tác hơn bằng cách kéo và thả chuột ra phía bên ngoài vùng làm việc. Như vậy là tôi đã nhấc bảng Pathfinder ra ngoài. Còn nếu như chúng ta muốn để nó lại vào trong cùng với nhóm bảng điều khiển phía bên tay phải thì các bạn có thể nhấp chuột kéo giữ và thả vào một vị trí bất kỳ thì lập tức nó sẽ lại được nằm trong cùng với nhóm bảng điều khiển bên tay phải và chúng ta lấy ra một cách bình thường. Bảng Pathfinder này có các công dụng và chức năng cơ bản như sau. Thứ nhất, nó dùng để thiết lập và kết hợp hình hoặc đường path với nhiều cách khác nhau. Ưu điểm của nó đó là tạo ra được nhiều hình phức tạp từ những hình xếp cơ bản. Thao tác chung của cái bảng Pathfinder này đó là chúng ta chọn đối tượng muốn thao tác, sau đó chúng ta click vào bảng Pathfinder, lựa chọn đến biểu tượng trong hộp Pathfinder mà chúng ta muốn thao tác. Ví dụ bây giờ tôi sẽ click chọn đối tượng thứ hai trong nhóm lệnh Pathfinder, đó chính là Munich Front. Ở đây nghĩa là đối tượng phía trên sẽ cắt bỏ phần dao với đối tượng phía dưới. Ví dụ tôi click vào nút lệnh ở đây. Như vậy, sau khi chúng ta click vào nút lệnh, đối tượng bên trên sẽ trừ đi đối tượng bên dưới và cái phần giao nhau sẽ biến mất, còn lại cái phần không giao nhau. Đấy là ví dụ về thao tác đối với các lệnh ở trong bảng Pathfinder. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn về công dụng của các nút lệnh. Lệnh thứ nhất đó chính là hàn gắn hợp nhất các hình. Công dụng của nút lệnh thứ hai đó chính là các đối tượng phía trên sẽ cắt bỏ phần giao với đối tượng phía dưới. Nút lệnh thứ ba là lấy phần giao của hai đối tượng. Phần giao nhau của hai đối tượng sẽ được giữ lại, các phần thừa sẽ được loại bỏ. Công dụng của lệnh thứ tư đó chính là loại bỏ phần giao nhau của hai đối tượng. Tiếp theo bên dưới chúng ta có 6 công cụ của phần Pathfinder. Công cụ số 1 đó là chia đối tượng ra thành nhiều phần. Công cụ số 2 và công cụ số 3 đó chính là hình bên trên sẽ cắt bỏ phần giao nhau giữa hai đối tượng. Công cụ số 4 đó là trích lấy phần giao nhau và phần còn lại của đối tượng bên trên sẽ trở thành hình rỗng. Công cụ số 5 đó là biến đối tượng thành dạng nét và tách rời các phần của hai hình. Công cụ số 6 đó là loại bỏ đối tượng phía dưới và phần giao nhau giữa hai đối tượng. Đó chính là chức năng cụ thể của các nút lệnh bên trong bảng Pathfinder. Tiếp theo đây chính là một số các cái ví dụ mà tôi đã thực hiện minh họa các cái nút lệnh bên trong hộp Pathfinder. Ví dụ với nút lệnh số 1 thì chúng ta có thể ứng dụng để hàn gắn và hợp nhất các hình như sau. Trước hết tôi sẽ sử dụng công cụ Ellipse Tool, công cụ hình tròn để tạo ra hai hình tròn bằng nhau. Tôi sẽ đổi màu các hình để chúng ta nhìn rõ hơn và phân biệt các hình. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cả ba đối tượng mà chúng ta muốn kết hợp vào bảng Pathfinder. Sau đó chúng ta click chuột trái vào công cụ số 1 để kết hợp các hình, hàn gắn hợp nhất các hình. Tiếp theo đó chúng ta sẽ dùng chuột trắng, phím tắt là A để chúng ta kéo cái điểm thừa này xuống phía dưới. Như vậy là chúng ta đã được một hình trái tim tạo ra bằng hình phức hợp. Hoặc cách số 2 để chúng ta có thể tạo ra hình trái tim đó thì chúng ta có thể dùng lệnh khác. Đó chính là lệnh chia đối tượng ra thành nhiều phần. Đó là lệnh divide. Bước số 1 chúng ta sẽ dùng lệnh divide chia đối tượng ra thành nhiều phần.
Ở đây đối tượng sau khi click vào nút lệnh Divine thì đối tượng đã được chia thành nhiều phần rồi, nhưng nó đang được group. Vì vậy chúng ta muốn gỡ group ra thì chúng ta sẽ bấm nút Ctrl Shift G Ungroup để chúng ta tách đối tượng ra thành các phần riêng lẻ. Đây, bây giờ các bạn sẽ thấy chúng ta đã chia đối tượng ra thành nhiều phần khác nhau. Và tôi đã đổi màu để chúng ta nhìn rõ hơn. Và chúng ta sẽ trừ đi phần không mong muốn, không cần thiết. Và chúng ta tiếp tục sử dụng lệnh tiếp theo, đó là lệnh hợp nhất đối tượng. Như vậy chúng ta sẽ được một hình trái tim bằng cách số 2, đó là kết hợp nhiều lệnh hơn một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh số 2 Minus Form này để chúng ta có thể tạo ra một hình phức hợp khác bằng các hình cơ bản. Để thực hiện lệnh Minus Form tạo ra cái phần thân cây thì trước hết chúng ta sẽ tạo ra một hình vuông trước, một hình chữ nhật hoặc một hình vuông. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hình Ellipse, Copy, chọn đồng thời cả 3 hình và chúng ta thực hiện lệnh Minus Form trừ hình. Như vậy là các đối tượng bên trên đã trừ đi đối tượng bên dưới ở phần giao nhau. Hoặc là chúng ta cũng có thể tạo ra hình trăng khuyết bằng cách sử dụng hai hình tròn giao nhau. Chọn đồng thời cả hai hình và chúng ta click vào nút lệnh Unit Form. Khi chúng ta đã có các hình phức hợp như này, chúng ta cũng có thể sử dụng để tạo ra các hình phức hợp khác nữa. Ví dụ, chúng sẽ lấy phần hình chúng ta đã tạo. Đây, các bạn có thấy hình gì quen thuộc không ạ? Đó, từ những hình cơ bản chúng ta có thể tạo ra hình trái tim hay gọi là hình quân cơ trong cái bộ bài đấy. Hoặc là hình quân tép, quân bích, ví dụ như vậy. Đó, đây chỉ là một ví dụ cơ bản thôi. Tiếp theo chúng ta cũng có thể tạo ra một số các hình phức hợp khác bằng cách đan kết các hình với nhau để tạo ra các tổ hợp hình đan xen, ví dụ. Sau khi tạo ra được một loạt các hình màu trắng như thế này rồi, chúng ta sẽ đổ màu cho đối tượng toàn bộ màu đen để các bạn nhìn rõ hơn hiệu quả của lệnh. Chúng ta sẽ thực hiện lệnh số 4 exclude, đó là trừ bỏ, loại bỏ các phần giao nhau của các đối tượng. Chúng ta có thể thực hiện thao tác này với hai đối tượng cùng một lúc hoặc là nhiều đối tượng. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn tất cả các đối tượng chúng ta đã tạo và sau đó chúng ta click vào phần exclude này. Các bạn sẽ thấy hiệu ứng đó là gì? Những phần không giao nhau sẽ được giữ lại, nhưng những phần giao nhau sẽ bị loại bỏ đi. Đó. Như vậy là chúng ta đã được đối tượng phức hợp tạo ra bằng lệnh exclude này. Đối với lệnh exclude này hoặc là với một số lệnh khác, ví dụ như interest hoặc là divide, trim, mesh, crop, outline, vân vân. Những lệnh này khi các đối tượng đã được thực hiện lệnh nhưng vẫn bị group với nhau, vậy thì chúng ta muốn tách rời các mảng ra thì chúng ta sẽ phải thực hiện lệnh đó là ungroup, Ctrl Shift G để chúng ta tách ra từng mảng. Ví dụ bây giờ tôi đã lựa chọn được từng mảng độc lập bên trong đó. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một số các lệnh khác, ví dụ như là lệnh divide.
Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn xong phần công dụng và chức năng, cũng như là minh họa một số các ví dụ ứng dụng Pathfinder bên trong Illustrator. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.